Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Chuyên Vũ Audio. Mình thưa các bác, hôm nay chúng em lại có những cái dòng phụ kiện muốn giới thiệu với toàn thể anh em. Và cũng là khá là lâu rồi chúng em chưa làm về những cái phụ kiện đúng không ạ? Thì thưa với anh em rằng thì bên nhà em hiện tại thì có rất là nhiều các cái đầu rắc phụ kiện. Ví dụ như là đầu rắc AV hoa sen, đầu rắc Canon, đầu rắc Nutrix, đầu rắc bắp chuối, đầu rắc mỏ chim. Nói chung là rất là nhiều các loại rắc anh em nhé. Đó, nếu như anh em có cần về những cái phụ kiện thì cứ để lại bình luận bên dưới để chúng em có thể hỗ trợ toàn thể anh em. Và dây cũng vậy, dây loa thì em có rất là nhiều loại dây loa, 2 loại, 4 loại, 6 loại, 8 loại, 10 loại cũng có rất là nhiều. Đó, thì anh em mà cần về dây loa hay đầu rắc thì cứ để lại bình luận bên dưới. Và hôm nay thì chúng em xin giới thiệu với anh em những cái đầu rắc 3.5 ly ra đầu 6 ly anh em này. Đây là đầu 6 ly này. Đó. Thì các cái loại rắc này nếu như anh em có những cái đàn hoặc là anh em có những cái thiết bị kết nối mà nó cho phép ra kết nối vào đầu 3.5 ly mà muốn ra 6 ly thì anh em dùng những loại này cho em. Đó. Và đây anh em có thể thấy là đây là của Niton nhé. Đó, rắc loại xịn này. Anh em nào muốn chơi loại xịn thì hãy liên hệ tới bên em. Đó, đây là rắc của Niton, của Mỹ anh em nhé. USA. Đó. Hàng này thì là rất là đẹp anh em. Cực kỳ đẹp luôn cho anh em. Đó, cực kỳ đẹp luôn anh em này. Đó, và đây thì em có bỏ ra vài chiếc. Đây là nguyên túi của nó này. Được bọc như thế này. Đó. Và cái loại này thì nó có chống rỉ nha anh em nhé. Loại này có chống rỉ này. Đó, cái loại rắc xịn này chống rỉ. Anh em dùng thoải mái, không sợ mua ve nhé. Đó, hàng rất đẹp luôn. Đúng không ạ? Hàng cực đẹp. Anh em có thể thấy 3.5 ly. Còn anh em nào quan tâm thì cứ để lại video bên dưới để chúng em sẽ hỗ trợ anh em nhé về những cái loại rắc này. Và cảm ơn toàn thể anh em đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Anh em thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào anh em.